Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn, chúc quý anh chị các bạn một ngày mới tốt lành. Thì em là Phúc với số hotline 0979 77893. Thì như các bạn và quý anh chị đã biết thì em chuyên mua bán và trao đổi những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Thì những quý anh chị nào mà muốn mua xe về để chạy cho gia đình, hoặc là chạy dịch vụ, hoặc là mình có phục vụ cho công việc làm ăn, thì quý anh chị hãy đến với em. Thì bên em thì cung cấp rất là nhiều dòng xe từ với nhiều hãng khác nhau, từ Ford, Hyundai, Kia, Honda, rồi Mercedes, Mazda, đây rất là đầy đủ cho quý anh chị nhé. Từ máy xăng, máy dầu, số sàn, tự động có, đều có hết quý anh chị nhé. Thì khi quý anh chị xem những cái video của em thì quý anh chị vui lòng đăng ký kênh để tiện cập nhật những mẫu xe mới nhất và những mẫu xe giá rẻ bên em hàng về hàng giờ hàng ngày cho quý anh chị nhé. Thì trước mặt quý anh chị đây chính là con Ford EcoSport. Con này thì đời 2016, động cơ 1.3 quý anh chị nhé. Dòng xe này thì hiện nay thì đang mang biển thành phố Hồ Chí Minh, xe màu trắng, xe được trang bị túi khí an toàn, phanh ABS, nói chung là đầy đủ quý anh chị nhé. Xe hiện nay là hộp số sàn quý anh chị nhé. Con xe này thì bên em đang rao bán với giá là 410 triệu, bao quý anh chị rút hồ sơ sang tên công chứng trong ngày cho quý anh chị luôn. Đó quý anh chị ạ. Đó, chỉ với 410 triệu thôi quý anh chị có thể sở hữu ngay con Ford EcoSport đời 2016. Một dòng xe gầm cao quý anh chị nhé. Xe này thì chạy rất là đầm quý anh chị nhé. Đó thì bây giờ em sẽ quay toàn cảnh cho quý vị và các anh chị xem con xe này. Đây ạ. Mâm thì là mâm la nhang đúc này, rồi xin nhan đã được tích hợp trên gương quý vị nhé. Nhan tích hợp trên gương, ngoài ra đã được dán phim nhiệt chống nóng quý vị đó. Và đây là cái nội thất bên trong. Nội thất bên trong này thì ghế nỉ, trần nỉ quý vị chị nhé. Đây, táp ly đang còn mới nguyên luôn. Đây cả táp lô này, đó đang mới. Xe được trang bị 4 túi khí quý anh chị ạ. 4 túi khí, màn hình DVD. Đó. Đây. Ở đây là phần cần số quý anh chị nhá. Thì con xe này nhìn rất là thể thao quý anh chị ạ. Đây ạ. Thể thao, ngồi chỗ ngồi rộng, nhìn cao ráo quý anh chị nhá. Nói chung là sơn si keo chỉ hoặc là ốc bản lề liếc là đang còn nguyên quý anh chị nhá. Đây ạ. Xe ốc đang còn nguyên zin theo xe luôn quý anh chị ạ. Cam kết tất cả những cái xe bên em thì cam kết với quý anh chị là xe không có đâm đụng, không ngập nước quý anh chị nhé. Đó, xe không đâm đụng, không ngập nước quý anh chị ạ. Đây ạ, đây là phần khoang sau của xe đây quý anh chị nhé. Đó, xe ngồi rất là rộng rãi. Đó, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu mua về để sử dụng cho gia đình, che nắng che mưa, hoặc là quý anh chị có thể phục vụ cho công việc làm ăn của mình, thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp mua con xe này, và có thể quý anh chị có thể chạy thử xe quý anh chị nhé. Quý anh chị có thể chạy thử xe miễn phí đó trước khi có ý định mua xe quý anh ạ. Con xe này thì động cơ 1.3 chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu, nó khoảng 6 đến 7 lít trên 100 cây quý anh chị nhé. Đó. Đó thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn xem xe hoặc là chạy thử xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số online 0979 77893. Bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho quý anh chị một cách nhiệt tình nhất quý anh chị nhé. Đó, rồi em xin phép dừng video tại đây và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Quý anh chị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện cập nhật những video mới nhất bên em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.